Trung tướng Khuất Duy Tiến từ trần ở tuổi 94. Trung tướng Khuất Duy Tiến, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đã từ trần hồi 16 giờ 10 phút ngày 23 tháng 11 năm 2024, hưởng thọ 94 tuổi. Theo thông báo từ gia đình, Trung tướng Khuất Duy Tiến, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đã từ trần hồi 16 giờ 10 phút ngày 23 tháng 11 năm 2024, hưởng thọ 94 tuổi. Trung tướng Khuất Duy Tiến sinh ngày 27 tháng 2 năm 1931, trong một gia đình cố nông ở xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Sơn Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội. Lúc 13, 14 tuổi ông đã được giác ngộ và tham gia hội kín. Khi cách mạng tháng 8 nổ ra, ông cùng thanh thiếu niên trong làng theo người lớn giành chính quyền ở xã, ở huyện. Kháng chiến toàn quốc, ông tích cực tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng và diệt ác, trừ gian tại địa phương. Không may ông bị địch bắt, tra tấn, giam cầm ở Sơn Tây và nhà tù Hỏa Lò nhưng vẫn giữ vững khí tiết. Vượt ngục tù, ông tiếp tục tham gia hoạt động và nhập ngũ tháng 9 năm 1950 ở Trung đoàn 48, Đại đoàn Đồng bằng 320 liên tục chiến đấu trên địa bàn các tỉnh Sơn Tây, Hòa Bình, Hà Đông, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình, cùng đơn vị lập nhiều chiến công xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân 1, ông về công tác ở quân khu 3 một thời gian rồi cùng sư đoàn 320 lên đường vào Nam chiến đấu. Trải qua nhiều chiến trường ác liệt như chiến trường Quảng Trị, Đường Chính, Nam Lào, Đắc Tô, Tân Cảnh, chiến dịch giải phóng Tây Nguyên rồi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Ông từng có gần 10 năm ở cương vị chỉ huy quân đoàn 3, tham gia giữ địa bàn trọng yếu, bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc và tổ chức hành quân trở lại Tây Nguyên xây dựng quân đoàn chủ lực trong thế trận mới, vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa tham gia xây dựng Tây Nguyên an ninh và giàu đẹp. Trước khi được về nghỉ hưu, ông có 10 năm đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Quân lực và Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1. Với những đóng góp của mình, Trung tướng Khuất Duy Tiến được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý gồm Huân chương Quân công hạng nhì, Huân chương Chiến thắng chống Pháp hạng 3, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, hai Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang nhất, nhì, ba, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ngày 30 tháng 10 năm 2013, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong bài viết của mình về Trung tướng Khuất Duy Tiến đăng trên báo Quân đội Nhân dân, Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu từng bày tỏ: "Tôi khâm phục gia đình ông, một gia đình nền nếp, gia giáo, có truyền thống văn hóa. Ông cùng vợ là bà Vũ Thị Hồng Vân sinh thành, dưỡng dục nên 4 người con thành đạt. Con trai cả là Trung tướng, Tiến sĩ Khuất Việt Dũng, nguyên Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, hiện là Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Con gái thứ hai là Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội. Con gái thứ ba là Thạc sĩ, Bác sĩ Khuất Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Xã hội. Con trai út là Tiến sĩ Khuất Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.